Hello, xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm. Em sẽ phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một cái bộ hàn ha các anh. Đó, như ở đây thì các anh có thể thấy là nó sẽ có các cái đầu mũi hàn. Đây, cái đầu hàn của nó sẽ như thế này. Và đây là sẽ là các cái mũi, cái đầu mũi hàn của nó ha. Ở đây các anh thấy là nó có rất là nhiều các cái mũi ở phần phía này nha các anh. Đó, và bên đây nữa ạ. Đây các anh thấy là nó có rất là nhiều, cũng như là đầy đủ các mũi để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Thì ở đây thì nó sẽ có các cái phần dây điện cũng như là cái phần thân hàn chính của nó sẽ là ở đây. Như các anh thấy là con này thì nó xài điện 100V và cái công suất là 50W ha. Hàng của nó là của nhà Nishida giúp em ha, một cái thương hiệu tới từ Nhật Bản ha. Đó, dạ rồi, bộ hàn này đây, nó sẽ có các cái đầu gấp ở đây ha. Thì bây giờ em mở ra cho mình dễ nhìn thôi ha. Dạ rồi các anh, bộ này mã số 1, giá của nó là 430.000 giúp em ha. Đó, nguyên một bộ mã số 1 430.000 ạ. Dạ, mã số 2. Đó, đây các anh thấy là nguyên một vali như thế này luôn ha, nguyên một cái thùng luôn. Thì con này nó là một cái bộ đo ga đến từ nhà Fusoki Kasin. Đây ha, con này hàng của Nhật giúp em thì nó sẽ bộ nó sẽ đầy đủ ha. Đây trong đây của nó. Đây, các anh thấy là thứ nhất là nó sẽ có phun tem mạc hướng dẫn các cái phần đời để cho các anh mình có thể là mình theo dõi được ha. Đó, đây kích thước nè, nhiệt độ cũng như là các cái phần size số, số ký tối đa để mình có thể đo. Thì ở bên đây thì nó sẽ là một cái bộ cân ga, cân đo ga ha. Con này thì nó sẽ cân tối đa là 50kg giúp em. Còn bên đây sẽ là cái bảng điều khiển ha. Cái bộ điều khiển, bộ này là hoạt động tốt giúp em nha. Nó phù hợp với các anh mà mình làm ở các tiệm hoặc là đại lý ga ha. Đó, đây là một cái bộ cân đo ga để giúp mình có thể là mình thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là mình có thể mình làm việc nó chính xác hơn. Tại vì cái độ sai số của con này chỉ khoảng là cộng trừ 10 thôi, 10 gam á các anh, rất là nhỏ ha. Đó, mã số 2 giúp em nha các anh, bộ cân ga. Dạ, mã số 3 là một con kéo cắt ống. Dòng này là kéo cắt ống của nhà MCC giúp em ha. Con này về phần lưỡi này, các anh coi phần lưỡi là vẫn còn rất là ok, ngon lành cành đào bén ha các anh, để mình có thể làm việc và sử dụng. Con này là dòng cắt ống của nhà MCC ha, và nó có chức năng mở lưỡi tự động đó các anh. Đó, đây mở ra nè. Đó. Đó ha, con này nó có thể mở lưỡi tự động ha các anh. Mã này cắt tối đa của nó là phi 42 nha các anh. Con này cắt tối đa là phi 42 giúp em ha. Dạ rồi, mã số 3 giúp em, mã số 3. Kéo cắt ống MCC, giá của nó là 350.000 nha các anh. Mã 3 350.000. Dạ, mã số 4 là một con kìm cắt của nhà Kinibet. Dòng này lại đến từ Đức giúp em ha. Con này là hàng của Đức giúp em nè. Đấy, các anh có thể thấy Germany. Đấy, Germany. Đây, dễ thấy nhất ha. Con này thì tổng chiều dài của nó là 16,5 cm. Con này dài 16,5 cm với các cái đầu cắt của nó. Các anh thấy là các cái phần cắt là còn rất là đẹp nha. Đây, khít đẹp nè, các anh thấy không, khít rất là đẹp nè, không có bị hở ha, rất là ok. Con này cắt thì là bao ngon rồi, tại vì cái phần chất thép của Kinibet mấy cái dòng này cắt rất là bền nha các anh. Nó chỉ có cái phần cái vỏ nó thì hơi rách đây, chứ không vấn đề gì đâu. Mã số 4 con này giá là 250.000 nha các anh. Mã 4 250.000. Dạ, mã số 5 là một con kìm đa năng hay còn gọi là kìm con cá ha. Dòng này đến từ nhà Proto giúp em. Con này hàng của Proto Mỹ ha. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 20,5 cm. Con này nó vừa là kìm
kìm để kẹp hoặc là kìm để các anh có thể xoáy vặn được luôn. Đấy các anh thấy không? Răng lợi ngon ha, hàng của Mỹ chất thép tốt với hai nấc để mình có thể dễ dàng làm. Mã số 5, con này giá là 180.000 nha các anh. Mã 5 180.000. Dạ mã số 6 là một bộ đa năng ha các anh. Mã 6 này là một bộ đa năng. Như các anh thấy là về phần ngoại hình con này là bộ này là còn mới tinh luôn các anh, mới cống. Nó gồm gọi là đa các cái tool gọi là thông dụng nhất, gồm có dao này, các anh thấy cái phần dao này còn bén và mới nguyên ha, zin nguyên hết, bộ này là zin hết nha các anh. Dao, nĩa, muỗng, cưa, các cái đồ khui bật. Bên đây thì nó cũng sẽ có những cái kim khâu này, đồ giũa, những cái đồ để remove này, đặc biệt là các cái phần chất thép, con này là dạng thép không rỉ nha các anh, stainless steel, thép không rỉ sạch sẽ, được ốp hai bên và đặc biệt là cái phần ốp của nó ở đây cũng rất là đẹp nha các anh, xịn sò vô cùng ha. Đó, con này các anh đi chơi đi phượt, mình đi dã ngoại hoặc đôi khi các anh mình cầm mình mang theo mình để làm móc các kiểu thì đều cũng rất là đẹp ha. Đó, trang trí cũng được luôn, ứng dụng cao. Mã 6 con này giá của nó là 380.000 nha các anh. Mã số 6 380.000 ạ. Dạ mã số 7 là một con mỏ lết của nhà Lobster ha các anh. Đó, con mỏ lết này thì hàng hiệu con tôm, với tổng chiều dài của nó sẽ là 20 cm và phần ngàm của nó là 3 cm nha các anh. Đây, con này ngàm của nó là 3 cm ha, rất là ok. Đó, để các anh có thể làm việc và sử dụng một cách là tối ưu nhất ha. Đây các anh coi các cái ngàm này. Đó, ngàm miệng là vẫn còn rất là ổn đẹp ha. Đó, mã này là mã số 7 giúp em nha các anh. Con này mã số 7 ha, mã số 7 giá của nó là 230.000 nha các anh. Đó, mỏ lết lobster Nhật mã 7 230.000. Dạ mã số 8, mã số 8 là một con tay lắc ha. Dòng này là hàng của nhà Warden giúp em. Đó, con này là của Thụy Điển nha các anh. Đây là một cái dòng của Thụy Điển này. Đó, cái nhãn hiệu này cũng rất là nổi tiếng ha. Thì như các anh thấy là ngay cái phần chất thép của nó, chất thép con này thì cực kỳ dày dặn để các anh có thể là vặn mở nặng đều được. Đầu của nó là 1/2 và các anh thấy con này nó có những cái nét vintage hoặc là những cái điểm rất là đặc biệt mà những cái con khác không có, như cái đầu ở đây. Đấy các anh thấy không? Nó không có phải là cần gạt như những cái con khác, nó sẽ là cái cần xoáy như thế này. Đó, nên anh nào mình thích những cái dòng nó khá là hay thì có thể chốt những cái dòng này ha. Đó, và cái chất lượng của những cái con này thì ngoài đẹp ra thì nó còn cực kỳ khỏe ha. Đó, tổng chiều dài của mã này sẽ là 25,5 cm, mã số 8 ha. Mã này giá của nó là 400.000 nha các anh. Mã 8 400.000. Dạ mã số 9 là một con khò ga phun đồng ha. Như anh thấy là đồng hết này, làm bằng đồng hết, phun hết ha. Con này hàng của Nhật giúp em, của nhà Sakafuji. Đây là một cái thương hiệu gọi là quá là nổi tiếng rồi hả các anh. Và các như các anh thấy là dòng này, cây này, riêng cây này là còn rất là mới và đẹp luôn, đẹp từ trong các chưa xài luôn hay gì các anh, các cái đầu khò của nó là còn đẹp nguyên nè, nó Sakafuji. Cái dòng này thì nó sẽ có ở đây, anh thấy là mình có thể là mình mở ra mở vào được đây đó, mở vừa thôi các anh, tại vì ở đây thì nó sẽ có các cái đầu để các anh có thể mình lấy áp lực, lấy gió, lấy không khí từ bên ngoài vào để giúp cái con này nó cân bằng, nó ổn định hoặc nó khỏe hơn ha. Đó, thì đây mình có thể điều chỉnh được ha, đây cái đầu này mình có thể điều chỉnh được. Đây là cái đầu chỉnh gió là bình thường rồi ha, chỉnh lửa các kiểu là bình thường. Đó thì mã này thì khi về thì mình sẽ mua thêm một cái chuôi để anh có thể là mình gắn vào trong các cái bình ga mini được, bình ga mini được ha. Thì cái chuôi này rất là dễ mua, các anh có thể lên Shopee hoặc các sàn thương mại khác thì nó đều bán ha, nó không vấn đề gì. Mã số 9 giúp em, con này giá là 380.000 nha các anh. Mã 9 380.000. Dạ mã số 10 là một cái bộ khoét ha. Bộ này các anh dùng để mình khoét nhựa, khoét thạch cao đều được ha. Anh nào thì mình muốn khoét gỗ thì các anh cũng có thể là mình bỏ cái mũi khoan khác vô được
ha, tại vì cái này nó có thể thay được cái mũi này, các anh thấy không, mình có thể thay được cái mũi khoan ha. Còn cái khuyết ở đây thì cái lưỡi khuyết ở đây mình cũng có thể thay được luôn, nhưng mà cơ bản hai cái lưỡi này thì quá đẹp, cái bộ này là còn mới luôn đó các anh ha. Đó, đây là nó có các cái phần đường kính, bán kính, đây full logo để cho mình có thể làm việc được. Mã số 10 ha, con này giá là 250.000 giúp em ạ. Mã 10 250.000. Dạ, mã số 11 ha các anh, mã số 11. Mã này là một cái con kìm mở quả ha, dòng này là một con kìm mở quả size mini, size bé. Đó. Con này khá là hay này các anh. Đó. Thì ở đây bên trong răng lợi của nó thì vẫn còn rất là đẹp nha. Răng lợi con này thì vẫn còn đẹp. Ok, để mình có thể làm việc sử dụng ha các anh. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 13,5 cm. 13,5 cm ha, mã số 11 giúp em. Con này giá của nó là 120.000 giúp em ạ. 11 120.000. Dạ, mã số 12. Mã 12 này sẽ là một cái bộ cờ lê được của nhà engineer hàng Nhật Bản ha các anh. Đó, quality steel chất thép tốt nè. Thì nó bộ này nó sẽ gồm có một cái đầu miệng và một cái đầu vòng. Ở đây thì đây các anh thấy là nó sẽ có các cái đầu ngàm vòng ở dưới như thế này với các thông số từ 5.5 cho tới 11 ha. Đây là các anh thấy các cái ngàm này, miệng này. Đó, thì con này thì nó vừa ngàm vừa vòng nên là khi mà các anh làm thì mình không có cần phải đổi sang nhiều cái công cụ, tại vì một con này nó cũng đã chưa hết rồi ha. Thì ở đây là thông số của nó này. 5, 5.5, 5.5, 6, 6, 6.5, 6.5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Nó khá là hay tại vì các anh thấy không ạ? Nó đây là cái đầu ngàm này. Đó. Thì ví dụ như đây 5.5 vòng đây thì đây đây, đây sẽ là 5.5 cái ngàm ha các anh. Đó thì nó cũng khá là hay tại vì nó sẽ liên tiếp nhau như vậy. Nên là các anh có thể xài được, mình xài đa năng được ha. Mã số 12 giúp em bộ này, mã 12 ha. Bộ này giá của nó là 150.000 nha các anh, 12 150.000. Dạ, 13 là một cái con cờ lê ngàm nhanh ha các anh. Đây ở đây nó được viết sẵn luôn này, click quick crane, một cái dụng cụ để các anh có thể vặn mở nhanh và chính xác được ha. Đó. Thì con này size của nó sẽ là 20 cm, hàng của Tokyo, nhà Tokyo đây, New Strong Tool. Đó. Hàng của Nhật, nó sẽ mở từ 14 cho tới 27. Để các anh có thể thấy được là cái độ đa năng và cái độ rộng của nó ha. Khi các anh mở thì con này các anh, thứ nhất là cái dải nó rộng, thứ hai là các anh mở số chẵn lẻ in mét gì đều được, miễn trong cái khoảng này nó không có bị giới hạn. Đó là cái điều mà cái con này nó làm được tốt nhất ha. Mã số 13 giúp em, cây này giá là 400.000 giúp em ạ. 13 400.000, các anh coi các cái ngàm này còn rất là đẹp ha. Dạ, mã số 14 là một cái dụng cụ tỉa tóc ha các ca. Đây, con này mã 14. Anh nào mình làm gọi là mình làm cắt tóc, hoặc là các anh đang kiếm một cái con có thể cắt tóc tại nhà được, cắt tỉa, con này gọi là tỉa ha, tỉa đó. Hàng của Nhật giúp em này. Con này thì nó rất là an toàn tại vì các anh sẽ để những cái lưỡi lam ở trong đây, rồi khi mình tỉa xuống thì nó sẽ có hai bên, một bên là nó cái răng của nó dày và một cái bên là răng của nó sẽ thưa hơn ha. Đó, hàng của nhà Tani, hàng của Nhật Bản giúp em ha. Lại càng thấy là ngoại hình là con rất là đẹp. Đó, nên con này xài rất là ngon, thép không rỉ nha các anh. Tổng chiều dài của nó sẽ là 17 cm, mã số 14, giá của nó là 250.000 nha các anh. Mã 14 250.000 ạ. Dạ, mã số 15 là một con cần lực. Dòng này là một con cần lực của nhà Snap-on, một thương hiệu cao cấp ha, một thương hiệu cao cấp của Mỹ, các anh ta hay gọi là dòng high end đó. Đó, chất lượng cao, đồng thời những cái con của Snap này nó đo cực kỳ chuẩn nha các anh. Đó, như các anh thấy là đầu con này sẽ là đầu 3 phần 8 nha các anh, đầu 3 phần 8 ha. Đó, ngoại hình là còn rất là đẹp nha các anh, ngoại hình là còn đẹp, sáng bóng.
ngon lành cành đào hoạt động tốt. Đây, hàng của Snap-on USA, các đầu khóa lực là còn nguyên ha. Con này thì nó sẽ sử dụng cái hệ đo là inbound ha, inbound vào. Đương nhiên ở đây thì nó cũng sẽ có những cái quy đổi sang Newton mét cho các anh ở đây, nhưng mà cái hệ đo chính để mình chỉnh lực đó thì là hệ inbound, và để các anh có thể nhìn đây, các mình có thể quy đổi được hay là sang Newton mét ha. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 24,5 cm, tay cầm đồ là có dạng chống trượt đây này ha. Mã 15 giúp em ha, cần lực của Snap-on mã 15. Con này thì nó sẽ từ 30 cho tới 200 inbound ha các anh. Đó, mã 15 giúp em. Tương đương của nó là khoảng từ từ 3.5 cho tới khoảng là 23 lận ha các anh, khoảng 22 năm hoặc đến 23 Newton mét ha. Đó. Dạ, mã số 16 là một con búa đồng ha. Đầu này là đầu bằng đồng nguyên là như các anh. Đó, đầu đầu đồng giúp em này. Đây các anh thấy không? Đó, ngoại hình là vẫn còn ok, ngon lành cành đào đóng tốt, đầu nêm chắc chắn nha các anh. Đó. Con này dài tổng 27 cm giúp em, mã số 16, giá của nó là 250.000 nha các anh. 16 250.000. Dạ, 17 là một con búa rồng nha các anh. Đó, dòng này người ta gọi là rồng bay phượng múa luôn hả các anh. Đấy, một con búa rồng. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 28,5 cm, với cái đầu búa của nó ở đây thì nó sẽ dài là 8 cm nha các anh. Dài của nó đây là 8 cm ha. Đó, như các anh thấy là hoạt động rất là ok, ngon lành cành đào để mình có thể làm việc và sử dụng ha. Đối với các cái nêm búa ở trên đây thì anh nào mình muốn chắc thì về mình các anh bỏ thêm một cái nêm vào nữa thì nó sẽ chắc chắn hơn nha. Đó, cái đầu búa là còn đẹp nè, cái mấy con này được đúc thủ công nha các anh, rất là chuẩn. Mã số 17 giúp em, giá của nó là 350.000 nha các anh. 17 350.000 ạ. Dạ, mã số 18. Mã 18 là một con cần trượt ha. Dòng này là hàng của Mỹ giúp em nha các anh, USA. Mở. Nên là cái dòng này cái chất lượng nó rất là tốt và khỏe ha các anh. Đó. Nó chỉ bị những cái một số cái khuyết điểm như là mấy cái chỗ này thì nó gọi là cái nước sơn bên ngoài, những cái mạ bên ngoài nên thành thử nhìn nó hơi rỗ, nhưng mà nó không có bị ảnh hưởng gì tới cái chất thép, cái chất lượng của nó đâu các anh. Đây. Khi con này các anh xài là bao ngon nha. Đây, xoay 360 độ làm ngóc ngách, làm cỡ nào cũng được hết ha. Đầu 1/2, tổng chiều dài lên tới 33 cm cho các anh. Mã số 18, giá là 350.000 nha các anh. 18 350.000 ạ. Dạ, 19 là một con dao đề ba. Dòng này gọi là fish đề ba đó các anh. Đó, con này là của nhà Daiwa. À, dòng này để các anh nó là dạng như thế này nè các anh. Đây, nó là dạng gốc như thế này. Anh nào mình dùng để đi biển đi câu đó thì cái con này là xuất sắc, đi biển đi câu đi phượt mang những cái dòng này đi thái được luôn, làm cá làm đồ ngon ha các anh. Nó dạng cái dòng dao đề ba đây này, các anh thấy không? Đó, rất là ok ha, ngon lành cành đào. Tổng chiều dài là 21,5 cm, phần thân ở đây là tầm khoảng 12 cm, tính phần lưỡi không hay các anh, lưỡi không là khoảng tầm 8,5 cm rồi, dày dặn giúp em. Mã số 19, con này giá là 400.000 nha các anh. 19 400.000. Và mã số 20 là một con dao cạo ha. Con này các anh có thể dùng để mình cạo râu, cạo lông, cạo tóc đều được nha. Đó. Đây, phần lưỡi dao còn rất là bén ha. Mấy cái con này thì lưỡi phần lưỡi rất là bén nha các anh. Đó, hàng của con này là của nhà Helmet, Helmet ha. Đây. Đây các anh thấy không? Nhãn thương hiệu của nó đây. Hoạt động ngon và lưỡi bén ha, mấy con này cái dòng lưỡi nó rất là bén. Tổng chiều dài lưỡi của nó sẽ là 7,3. Thân chính là khoảng 14 cm, mã số 20 nha các anh. Con này giá của nó là 250.000 giúp em, mã 20 250.000. Dạ, mã số 21 là một cái dòng dao của Masahiro ha. Con này thì for freezing, có nghĩa là chuyên dùng cắt
cưa các cái đồ đông lạnh à, các ca đó, các cái khối rồi đó. Thì nếu mà các anh dùng những cái con dao bình thường thì không thể nào đâu, thì cái con này ha các ca, với các cái phần lưỡi cưa, lưỡi răng cưa bén và bền, nó sẽ giúp các anh có thể mình phân tách được các cái khối thịt cá đông lạnh được ha các ca đó. Hoặc là con này anh nào mà làm bánh mì thì mình có thể dùng con này để mình rách bánh mì cũng được nè đó. Mã này tổng chiều dài sẽ là 33 cm, với phần lưỡi của nó sẽ là 20 cm. Giúp em mã số 21 nha các anh. Con này giá của nó là mã số 21, mã này giá của nó là 400.000 nha các anh. 21 400.000. Dạ, mã 22 là một bộ combo ha các anh. Bộ này thì khá là đầy đủ các cái phụ kiện ha. Để em mở ra. Đây ạ. Mở ra nó chắc chắn chứ không là nó. Đây, bộ này thì nó sẽ có hai nút bên đây nha các anh. Đó, khi mở thì các anh đừng có cố gắng là mình mở hết sức ra, mà các anh bấm hai cái nút bên trong này vào đây, nó có hai cái nút đầu nút này, bấm vô giúp em ha thì nó mới mở được nha. Đó, bấm vô thì nó sẽ mở ra như thế này. Đó, thì như các anh thấy là con này là nó combo vẽ bằng chân, có chân bằng mực luôn ha. Đây hộp mực nè, các cái chân bằng mực đây. Đây các anh thấy không? 0.5 nè. Con này là 0.2, nó có các cái chân bằng mực sẵn luôn. Đó, con này thì là 0.3 ha. Rồi nó có các cái đầu để các anh có thể ghim lại, mình giữ lại này các anh. Đó. Đây. Đó, các anh thấy không? Đầy đủ hết ha. Đây là cái hộp mực và đây cái hộp chì đầy đủ luôn. Con này là hộp chì à, để em mở ra bên trong coi nó có bao nhiêu chân ha. Đấy, con này là gọi là con ba mực, con ba chì là đầy đủ hết à. Không những vậy nó còn có chân bằng 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 sắt nữa nha các anh. Đó, nên là con này là vừa vẽ trên giấy, vẽ chì trên giấy, vẽ mực trên giấy và vẽ ở trên cả kim loại luôn. Trời ơi, bộ này là cực kỳ xịn luôn các anh. Trời, lần đầu em thấy có một cái bộ mà nó đầy đủ mà nó full như vậy đó, mà nó đẹp nữa, hàng còn mới cống nha các anh. Đây, còn ba đây. À, hàng của Đức ha các anh, Germany. Bộ này hàng của Đức giúp em. Ngon lành. À, cây combo này nó dài tổng là 15 cm. Bộ này mã số 22 ha, 22. Giá của nó là 360.000 nha các anh, 22 360.000. Dạ, mã 23 là một cái con đa năng. Đó, con này anh nào dùng trong bonsai này, cây cảnh các kiểu cũng rất là được. Hoặc là các anh muốn mang đi chơi, đi phượt, mình mang con này đi được. Nó nhỏ gọn và con này các anh thấy này, ngay cái phần lưỡi này các anh có thể dùng để mình chiết cái cành được ha. Phần cưa này các anh dùng có thể để mình cưa những cái ngách nhỏ. Đó, và con dao này dùng để mình gọt các cái phần vỏ hoặc là cái phần thân của nó cũng được luôn. Đó. Con này tổng chiều dài dao của nó là 8,5, còn mỗi cái phần lưỡi này thì dài khoảng tầm 7 cm đó các anh. Chỉ có cái phần nhỏ nhất này thì dài khoảng 5.5. Đó, và các cái phần lưỡi con này là còn rất là bén xịn nha. Mã số 28 giúp em. À, em xin lỗi, mã số 23 giúp em. Bộ này giá của nó là 250.000 nha các anh. 23 250.000 ạ. Dạ, 24 là một con kéo tỉa bướm của nhà Masakuni, hàng của Nhật Bản giúp em. Đây là một trong những cái dòng kéo thủ công mà cái phần chất thép của nó được rèn luyện rất là kỹ ha. Và nó gọi là cái dòng gì, gọi là cái dòng kéo mà nổi danh ở trong anh là chơi bonsai thì không thể nào mình bỏ qua được cái dòng Masakuni này được ha các anh. Made in Japan. Đây, phun mật, phun chữ. Đây là những cái dòng kéo thủ công đến từ những cái làng nghề mà nó cực kỳ là lâu năm rồi ha các anh. Đây, các anh thấy là phần lưỡi này, lưỡi là còn đẹp nha các anh, không có bị sứt mẻ ha, rất là ok. Đó. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 19,5, phần lưỡi của nó là 5 cm. Nó chỉ bị cái khuyết điểm là ở ngay cái phần tay cầm này thì nó không, đây nó hơi gọi là
Em cũng không biết là cái phần này là do người ta thiết kế như vậy hay là do nó ngoằn ngoèo như vậy ha. Đây thì đó, bên đây thì nó sẽ mượt hơn, ở bên đây thì nó sẽ hơi ngoằn ngoèo hơn đây này, cảm thấy không? Đó. Nhưng mà đương nhiên thì nó cũng không có bị ảnh hưởng gì ha các đó. Xét một cách chung quy thì cái con này phần lưỡi cắt, lưỡi kéo đồ vẫn còn rất là ok ha. Mã 24 giúp em, kéo Masakuni Nhật Bản, mã 24 ạ. Dạ, mã số 25 là một con nhíp ha. Dòng này tổng chiều dài của nó sẽ là 30 cm. Dòng nhíp này đến từ nhà Aida, hàng gỗ Nhật Bản này, stainless steel, thép không rỉ nha các anh. Với các anh coi các cái đầu nhíp của nó là còn đẹp hết này, các anh thấy không? Đó, có răng lợi luôn ha. Con này thì các anh có thể sử dụng để mình dùng để trong gọi là mình định trong thủy sinh đó các bạn ha, hoặc là các anh dùng để mình gắp những cái sâu bọ hoặc là bóc tách vỏ cây các kiểu đều được. Mã số 25, con nhíp dài, nhíp dạng dài các anh dùng trong gắp trong các ngóc ngách đều được nè. Mã này giá là 180.000 nha các anh, 25 180.000. Dạ, 26 là cặp đèn ô tô ha các anh. Đây là cái cặp đèn của ô tô ha. Đó. Con này hàng của Nhật giúp em nè, full bộ full tem mạc. Đây, cặp đèn ô tô con này hàng mới nha các anh ơi. Hàng mới này, vỏ viết là còn đầy đủ nha. Nên anh đừng không cần phải lăn tăn về cái bộ này luôn. Bộ này là hàng mới ha các anh. Đó, 4.000K đầy đủ các kiểu ở đây. Đây, 12V này, 65 55W rồi nói chung là nó quy đổi ở đây hết rồi này ha các anh. Đó. Đây. 110W 4.000K. Nó thì ở đây là như là mấy cái đèn bình thường á thì nó chỉ có 55W, thì con này nó lên tới đến hai con của nó thì nó sẽ được đến tận là 110W ha. Đó. 12V nè. 65 55W một con. Đó thì đa phần là bộ này thì nó đầy đủ thông số ở đây rồi ha các ca. Đó. Mã 26 giá là 300.000 một cặp ha, đèn ô tô nha các ca, 26 300.000. Dạ, mã 27 là một bộ đá mài ướt. Con này gọi là đá mài ướt, dùng trong công nghiệp, dùng trong kỹ thuật nè. Đó. Ha. Đây. Thì khi mà các anh làm thì mình phải ngâm nước nó 2 phút trước khi làm nha các anh. Đó, bỏ nước vô ngâm 2 phút trước khi làm, tưới nó 2 phút, chứ để khô vậy là làm không được, nó gọi là đá mài ướt nha các anh. Đó. Rồi, thông số dài 115 cm, rộng 7 cm và cao 2 cm giúp em ha, hàng mới 100%, chưa qua sử dụng cây bộ con đá là chưa xài nha các anh. 27, mã này giá của nó là 200.000 nha các anh, 27 200.000 giúp em. Và mã số 28, 28 là một con vắt cam ha. Con này là dùng để mình có thể vắt cam mà mình mang, gọi là mình làm ở nhà cũng được, hoặc các anh mang đi chơi đi dã ngoại mình mang theo cũng rất là tiện, hoặc đi lên văn phòng cái kiểu mình mang những cái con này đi nó tiện hơn, nó nhỏ gọn đẹp ha các ca. Đó, hàng thép không rỉ ha, hàng thép không rỉ, khi mà vắt xuống thì chỉ cần đổ ra thôi, rất là dễ dàng nha các ca, rất là dễ dàng. Con này mã 28 giúp em ạ, 28 ha, một con vắt cam, con này giá của nó là 230.000 nha các ca. Đó, con này là thép không rỉ inox ha, mã 28 230.000 ạ. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm. Anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó giúp em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau.